Sau đây mời quý vị cùng theo dõi bản tin nóng mới nhất có tựa đề Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú Bộ Công an. Quý vị thân mến, mới đây trên trang Vietnamnet, một trang báo chính thống của Cộng sản, đã xác nhận tin tức Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24 C2 Siputra, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện là bị can bị truy nã theo quyết định số 20 C46 P12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để đầu thú. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định của pháp luật. Trịnh Xuân Thanh được cho là rời Việt Nam vào cuối tháng 7 năm 2016. Khi gửi đơn đến tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7 năm 2016. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2016, Trịnh Xuân Thanh gửi đơn lần hai xin nghỉ một tháng để đi nước ngoài trị bệnh và không rõ tung tích từ đó. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2016, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên. Đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can bao gồm Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc, Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC. Cùng ngày, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can với Trịnh Xuân Thanh sau khi xác định đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, lệnh truy nã đối với Trịnh Xuân Thanh là truy nã đỏ. Vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo tại vụ án lừa bán đất cho gần 500 khách hàng ở dự án khu đô thị Thanh Hà, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xác định nghi can Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến vụ án nên đã công bố quyết định khởi tố đối tượng này về tội tham ô tài sản. Và cho đến hôm nay vào ngày 31 tháng 7, Trịnh Xuân Thanh đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để đầu thú. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bình luận có tựa đề Dộ tin đồn Trịnh Xuân Thanh bị bắt và dẫn độ về Việt Nam, Đinh La Thăng đang bị quản thúc. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, trong số hơn 2.000 tỷ đồng mà Ocanbank thiệt hại, cơ quan tố tụng kết luận có 246 tỷ đồng đã về túi của Nguyễn Xuân Sơn. Số tiền này bị chiếm đoạt như thế nào? Tiền đã chảy đi về đâu? Những lời khai này của Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí, một thành viên của PVN, cũng như Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocanbank và các đồng phạm, nay đã được củng cố bằng lời khai của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, người bị Interpol ra lệnh truy nã đỏ, vừa bị Cục Bảo vệ Chính trị 3 Tổng cục An ninh bắt và dẫn độ về Việt Nam vào ngày 28 tháng 7 năm 2017 từ Cộng hòa Manta, một nơi được biết là thiên đường rửa tiền. Theo nhà báo Huy Đức viết trên trang Facebook cá nhân cho rằng, dòng tiền mà PVN chuyển qua Ocanbank lên tới 500.000 tỷ, thường xuyên có con số dư hơn 10.000 tỷ ở đây. Đừng nghĩ người bất chấp hạn mức của luật các tổ chức tín dụng, quyết định góp vốn 800 tỷ tiền tươi thóc thật, tức là 20%, ra lệnh cho các đơn vị của PVN mở tài khoản ở Ocanbank. Anh Đinh La Thăng không biết chính sách chênh lệch lãi suất của anh Sơn, anh Thắm. Chờ xem giai đoạn 2 của vụ án. Một nguồn tin khả tín cho biết, Trịnh Xuân Thanh bị bắt do để lộ nhiều thông tin cho một blogger ở Cộng hòa Liên bang Đức. Từ đó, Bộ Công an đã xác định được danh tính của ông Trịnh Xuân Thanh và tiến hành bắt giữ. Cũng theo nguồn tin nói trên tiết lộ, từ 2 tuần nay, ông Đinh La Thăng, Phó Ban Kinh tế Trung ương đã vắng mặt tại cơ quan làm việc, trong lúc rộ tin đồn rằng ông Đinh La Thăng đang bị quản thúc và giám sát theo chế độ đặc biệt. Bộ trưởng Bộ Công an nói về tin Trịnh Xuân Thanh về nước. Vào sáng ngày 30 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm nói chưa có thông tin gì về việc Trịnh Xuân Thanh về nước như mạng xã hội loan truyền. Vào sáng ngày 30 tháng 7, trao đổi với phóng viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến một số thông tin cho rằng Bộ Công an đã dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết hiện tôi chưa có thông tin gì. Khi phóng viên đặt câu hỏi về những thông tin cho là cơ quan điều tra đã di lý Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam rồi, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh muốn đưa thông tin chính thức từ lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm nói, đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin gì.
Trước đó vào ngày 17 tháng 4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu các cơ quan tố tụng tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, truy bắt dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra và xử lý vụ án. Như pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, vào ngày 1 tháng 4, liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm ông Đỗ Văn Hồng, 50 tuổi, trú tại Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Kinh Bắc. Ông Hồng bị khởi tố để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, ông Nguyễn Mạnh Tiến, 51 tuổi, trú tại Hà Nội, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, vốn đã bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nay lại bị khởi tố thêm tội danh mới. Bộ Công an cho biết hai bị can này bị bắt trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC, về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ án, Công an đã khởi tố đối với 10 bị can nguyên là cán bộ của PVC để phục vụ điều tra. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh. Liên quan đến vụ án, Công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can khác, bao gồm Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp đó, vào ngày 15 tháng 2 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội tham ô tài sản. 5 bị can bị khởi tố bao gồm ông Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch, PVC, ông Lê Xuân Khánh, trưởng phòng kinh tế tổng hợp Ban điều tra dự án Vũng Áng Quảng Trạch, ông Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch, cùng ông Nguyễn Thành Quỳnh, Giám đốc Ban Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty Miền Trung, bà Lê Thị Anh Hoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Quỳnh Hoa. Bà Hoa hiện đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo. Người sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới đưa ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo và mất ghế Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 7 tháng 5 ra quyết định trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao, trên 90%. Trong buổi họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và điều hành, trang Facebook của Chính phủ Việt Nam cho biết rằng dù trong 35 năm làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Thăng có những đóng góp nhất định. Ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong khi lãnh đạo cơ quan nhà nước này từ năm 2009 tới năm 2011. Trong phần bình luận dường như đã được sàng lọc phía dưới tin này, ý kiến đầu tiên nói rằng đây là quyết định sáng suốt. Vụ việc liên quan tới ông Thăng khiến cái tên của quan chức trực ngôn này trở nên hot trên Facebook hôm 7 tháng 5 với hàng chục ngàn lượt tìm kiếm. Trên một trang không rõ nguồn gốc có tên Đinh La Thăng, tin về vụ cảnh cáo ông thu hút được hơn 1.000 bình luận. Một Facebook tên là Thô Phương Nguyên viết, tiếp tục mạnh mẽ như bản tính vốn có của mình, ông Đinh La Thăng nhé, không bao giờ lùi bước. Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng về vụ cảnh cáo ông Thăng không nói chi tiết các khuyết điểm vi phạm của ông là gì. Nhưng theo báo điện tử VN Express, quan chức mạnh miệng này được cho là đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn và ban hành một số văn bản trái pháp luật vi phạm quy chế làm việc. Về việc này, một Facebooker tên Công Trần nhận xét trên trang Facebook của VOA Việt ngữ rằng dân sai phạm gây hậu quả nhỏ thì tù tội, còn đáng sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì chỉ kỷ luật cảnh cáo thôi sao? Trong khi đó, bạn đọc Minh Đức viết, ông Đinh La Thăng có bị trừng phạt thì cũng không làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch hơn.
ông Đinh La Thăng mà không bị trừng phạt thì cũng không làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam xấu xa hơn. Còn một bạn đồng khác có tên là Hoàng John viết cho VOA tiếng Việt, nói, còn nhiều chuột lắm, cái thể chế này nuôi và đẻ ra chuột cũng có những con lão luyện chén hết cả đất, cả rừng, cả biển. Bác Trọng đã bắt đầu diệt chuột trong Bình. Cảm ơn, cảm ơn. Cách đây 3 năm trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội, người lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam tuyên bố rằng phải bình tĩnh, tỉnh táo trong cuộc chiến chống tham nhũng và diệt chuột đừng để vỡ bình, giữ cho được cái ổn định. Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị rồi được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn, ông Thăng từng tuyên bố không chấp nhận thành phố tuột hậu như một định mệnh mà phải giành lại ngôi vị Hòn Ngọc Viễn Đông. Một bạn đọc tên Tuấn Nguyễn viết trên trang Facebook của VOA tiếng Việt, hòa bình lâu rồi nhưng những cuộc chiến ngầm còn đang sôi sục lắm. Thôi rồi, còn đâu mơ ước Hòn Ngọc Viễn Đông. Hiện chưa rõ chức vụ Bí thư Thành ủy Sài Gòn của ông Thăng sẽ được xử lý ra sao và liệu có người sẽ lên thay ông trong Bộ Chính trị hay không. Quyết định cho ông Đinh La Thăng rời khỏi Bộ Chính trị được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra hôm 7 tháng 5 với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao, khoảng 90%. Nói với đài RFA, một giáo viên sống ở Hà Nội, người luôn theo dõi các hoạt động chính trị cho biết, ông Đinh La Thăng mặc dù trong quá trình làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều khiếm khuyết, nhưng không thể bỏ qua những thành quả tích cực của ông này. Dẹp cái vụ quán cà phê Xin Chào mà công an địa phương ấy đã muốn triệt hạ cái người dân thì ông Điệp Đinh La Thăng xử lý lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh có cách xử như thế, cho công an vào điều tra cách chức rồi buộc thôi việc đối với các cái đại tá công an gây ra sự việc. Đấy là những cái cách gây hiệu quả mà người ta ngay sau đó, hơn một tháng sau, nhân viên cấp dưới họ lại nghĩ cách trị tiếp cái ông chủ quán cà phê Xin Chào và lại tiếp tục xử lý tiếp cách trực tiếp. Đấy, nếu như phải là bí thư cũ của Thành phố Hồ Chí Minh thì hay chủ tịch cũ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng hiểu ý là nó làm ngơ mà kệ chúng mày cho mày chết. Xin nhắc lại, lúc bấy giờ chủ quán Xin Chào, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho kinh doanh quán khi chưa có giấy phép. Nhưng sau đó, công an huyện Bình Chánh mắc một loạt các sai phạm trong quá trình xử lý, khởi tố chủ quán này. Sau khi vụ việc sáng tỏ, trưởng công an huyện Bình Chánh, Nguyễn Văn Quý đã bị cách chức. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh La Thăng là người chịu trách nhiệm đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN trong giai đoạn 2009-2011 khi ông còn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Ông Thăng cũng bị quy trách nhiệm khi ký ban hành một nghị quyết ngày 17 tháng 3 năm 2009 có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để Ban Quản trị Tập đoàn này có thể chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật. Trên Facebook, doanh nhân Hoàng Khải đưa ra nhận xét. Dù sao, chúng tôi cũng cảm ơn anh vì những con đường, cầu, cống mà anh đã chỉ đạo thực hiện để làm cho nền kinh tế Việt Nam đã phát triển trong những năm gần đây, dưới thời anh còn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Hồi tháng 11 năm 2011, khi ông Đinh La Thăng còn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, lúc bấy giờ ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, từng có lời khen. Tôi hoan nghênh và ủng hộ những việc làm để thể hiện tư duy, phong cách mạnh mẽ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Facebooker Nguyễn Tấn Thành bày tỏ sự tiếc nuối trên trang Facebook của RFA rằng khổ thân bác quá, làm cho dân thì bị nó đì ngay. Nhân dân ơi, hãy đứng lên đòi quyền lợi cho bác ấy. Bạn Hoa Phùng đưa ra nhận xét trên Facebook, làm mất lòng thiên triều nên bị hạ bệ, một nhân tài của đất nước. Trên trang fan hâm mộ của ông Thăng đã đăng tải một dòng trạng thái được hơn 4.000 lượt thích. Cảm ơn ông đã làm nhiều việc cho nhân dân, đất nước Việt Nam, thời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những lời bày tỏ sự tiếc nuối vì ông Đinh La Thăng bị buộc rời khỏi ghế trong Bộ Chính trị, hay sự ngưỡng mộ ghi nhận công ơn của ông này, không ít ý kiến phê bình, quá trình lãnh đạo của ông Đinh La Thăng còn quá nhiều thiếu sót. Một người dân ở Sài Gòn nói với chúng tôi. Tất nhiên cái bề ngoài thì có vẻ là khác, tức là sông sáo năng nổ hơn.
Nhưng mà những cái mà những người hoạt động xã hội dân chủ mong muốn thì nó vẫn tệ, thậm chí tệ hơn. Đấy, như hồi về năm 2016 ấy, đầu năm ấy thì ông ấy cho người giật vòng hoa ở tượng đài trên lãnh đạo khi mọi người đi tưởng niệm liệt sĩ với những người mà là chết trong chiến tranh với Trung Quốc năm 79 ấy. Rồi những vụ bắt bớ đánh đập năm 2016 với những người biểu tình cá thì nó không có giảm, thậm chí tăng. Sáng tạo ra thêm bắt người ta vào cái trại của nhân phẩm và cái trại cai nghiện 643 người Trường Long chẳng hạn. Nó tóm lại là nếu mà xét về những người hoạt động dân chủ xã hội về mặt tiến bộ xã hội thì ông ấy chẳng làm được gì. Thì ông ấy chỉ có là làm màu ấy, làm màu bề ngoài để cho báo chí để cái kiểu của gọi là cái gọi là lửa rơm, nhưng thực chất nó không có chuyển biến gì nhiều. Facebooker Thuận Nguyễn Nho từ Bắc Ninh viết: công tội cũng rõ rồi, không chỉ Đinh La Thăng mà ai cũng phải loại bỏ ra khỏi bộ máy nhà nước và xử lý theo pháp luật thì đất nước này mới lớn lên được. Không nên ủng hộ cho một phe nhóm nào mà phải công tâm để dân được nhờ. Bạn Johnson Triệu trên Facebook của AFA cũng e ngại về việc xử lý ông Đinh La Thăng liệu có được làm đến nơi đến chốn hay chỉ là lấy lệ. Bị kỷ luật ra khỏi Bộ Chính trị, liệu có đem ra xử lý công khai hay không? Có ở tù không? Hay cuối cùng ăn no thì hạ cánh an toàn? Buồn cười và tội nghiệp cho con dân Việt Nam. Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị, rồi đến tháng 2 năm 2016, được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn, ông Thăng từng tuyên bố không chấp nhận thành phố tụt hậu như một định mệnh, mà phải lấy lại bằng được ngôi vị Hòn Ngọc Viễn Đông. Một người dân Sài Gòn khác nói trên trang web của AFA: hồi chả mới vô Sài Gòn, chả nói là 3 tháng dẹp xong trộm cướp, năm sau trộm cướp nhiều hơn trước gấp mấy lần. Rồi chả nói là vài năm biến Sài Gòn trở lại thành Hòn Ngọc Viễn Đông, bây giờ Sài Gòn mỗi khi trời mưa thì thành vũng bùn Viễn Đông. Trong khi đó, nhà báo Hoàng Linh cho rằng cá nhân cô không cần Sài Gòn biến thành Hòn Ngọc Viễn Đông hay Singapore thứ hai, như những lời ông Đinh La Thăng nói, mà chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt như ngập nước hay kẹt xe được giải quyết. Đừng biến Sài Gòn thành bất cứ cái gì khác, hãy chỉ là Sài Gòn nhộn nhịp và đầy tình người. Người Sài Gòn dù là bản địa hay từ nơi khác đến, đều biết phải làm gì để thành phố thịnh vượng. Mọi mô hình áp đặt đều phản tác dụng. Bên cạnh ý kiến trái chiều về công trạng của Đinh La Thăng, còn rất nhiều ý kiến lo ngại cho ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ghế ủy viên trung ương của ông này, trong đó có nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Ông giải thích: tại vì thứ nhất là cái ghế Bí thư Thành ủy ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, những thành phố lớn ở Việt Nam thì luôn luôn là nằm trong cái cơ cấu được gọi là cái cơ cấu cứng của Bộ Chính trị. Có nghĩa là cái người bí thư đương nhiên phải là ủy viên Bộ Chính trị, và cái điều đó là đã duy trì suốt bao nhiêu năm rồi. Cho nên là sẽ không có ngoại lệ đối với trường hợp của Đinh La Thăng hay là những người khác. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng sai phạm của ông Đinh La Thăng là nghiêm trọng, nên có khả năng ông cũng sẽ mất ghế ủy viên Trung ương và thậm chí có thể phải đối mặt với tòa án. Thưa các bạn, hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2017, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư yêu cầu sớm làm rõ đúng sai trong hàng loạt dự án thua lỗ lớn có liên quan đến các ông Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng. Theo đó, ngày 31 tháng 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào các dự án thất thoát, thua lỗ lớn. Tại đây, Tổng Bí thư đã nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho công tác cuối tháng 5 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong đó có chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Lưu ý, những nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã yêu cầu khẩn trương thanh tra kết luận rõ đúng sai, xử lý nghiêm sai phạm dự án Mobile Phone mua Avicii, đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc tại PVC, giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm
Đặc biệt, Tổng Bí thư đã yêu cầu các cơ quan tố tụng tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, hoàn thiện việc truy bắt dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra xử lý vụ án. Các cơ quan chức năng đã được yêu cầu khẩn trương thanh toán, kết luận rõ đúng sai, xác định đúng nguyên nhân trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức cá nhân có sai phạm tại 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn mà dư luận xã hội quan tâm. Yêu cầu này cũng được đưa ra với dự án của Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu Avici, cũng như việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Trả lời câu hỏi trước đó sáng ngày 30 tháng 7, trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến một số thông tin cho rằng Bộ Công an đã dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra. Song Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ cho biết hiện ông vẫn chưa có thông tin gì về việc này. Khi phóng viên đặt câu hỏi về những thông tin cho là cơ quan điều tra đã di lý Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam rồi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhường câu trả lời cho ông Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và được ông Trần Quốc Vượng cho biết sẽ có thông cáo báo chí cụ thể về việc này. Theo Tổng Bí thư cho biết thêm, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành xét xử, kết thúc điều tra đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện ban theo dõi, nhất là giai đoạn 2 của vụ án Phạm Công Danh, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, giai đoạn 2 của vụ án Vũ Quốc Hảo. Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt giam ông Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Kinh Bắc PVC KBC, là một công ty con của PVC. Ông Đỗ Văn Hồng đã bị khởi tố để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, ông Đỗ Văn Hồng là người đã nhận nhiều chục tỷ từ ông Nguyễn Xuân Sơn không có chứng từ để giao cho một cán bộ cao cấp trong Bộ Chính trị. Còn trường hợp ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, đã từng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nay đã bị khởi tố thêm về tội danh mới. Bộ Công an cũng cho biết hai bị can này đã bị bắt trong quá trình điều tra mở rộng hình sự vụ án Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC, về tội tham mô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ án này, Công an đã khởi tố đối với 10 bị can nguyên là cán bộ của Tổng Công ty PVC để phục vụ điều tra. Trước đó, vào tháng 9 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Liên quan đến vụ án, Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với 4 bị can khác bao gồm Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty PVC, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp đó, tháng 2 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội tham mô tài sản. 5 bị can khởi tố gồm có ông Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch PVC, ông Lê Xuân Khánh, trưởng phòng kinh tế tổng hợp Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch, ông Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật Ban điều hành dự án Quảng Trạch Vũng Áng, cùng với ông Nguyễn Thành Quỳnh, Giám đốc Ban kỹ thuật công nghệ,
Tổng Công ty Miền Trung, và Lê Thị Anh Hoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Quỳnh Hoa, bà Hoa hiện đã bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Tiến độ xử lý các vụ việc nêu trong kết luận thanh tra dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol Phú Thọ, dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol Dung Quất cũng sẽ được ban tập trung chỉ đạo. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định sẽ hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương. Ban cũng sẽ triển khai kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương, chỉ đạo nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Thời gian vừa qua, đã có các dự án gây thất thoát thua lỗ lớn được dư luận quan tâm gồm có nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol Bình Phước, nhà máy đạm Ninh Bình, mở rộng nhà máy đạm Hà Bắc, đạm DAP số 1 Hải Phòng, đạm DAP số 2 Lào Cai, nhà máy bột giấy Phương Nam, mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, đầu tư khai thác mỏ sắt Quý Sa, nhà máy đóng tàu Dung Quất, v.v. 6 tháng đầu năm, trong các nội dung công tác đạt kết quả nổi bật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, có việc tập trung chỉ đạo kiểm tra, kết luận các sai phạm và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Bình Định và cũng như Đồng Nai. Các bạn vừa nghe xong bản tin. Tổng Bí thư yêu cầu sớm làm rõ đúng sai trong hàng loạt dự án thua